Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng theo dõi bộ truyện gián điệp Điệp viên 007 tác giả Ian Fleming. Tiểu thuyết gián điệp Chiến dịch sấm sét tác giả Ian Fleming, chương 3. Đại lộ Hotsman buồn tè nằm ngay trong quận 8, quận 9. Có lẽ nó là con đường tốt nhất ở Paris. Tuy chẳng giàu bằng đại lộ Ina, nhan nhản bọn người ngoại tộc nhập cư, Hotsman là trung tâm kinh tế công nghiệp. Ấn tượng nhất là tòa lâu đài đồ sộ, biểu tượng cho nền đế chế đệ nhị xây dựng từ hồi đầu thế kỷ. Nơi đây, bạn có thể tìm thấy văn phòng chính của các tập đoàn công nghiệp đến từ những thành phố lớn, chi nhánh các công ty hàng đầu chuyên doanh vải sợi, tơ nhân tạo, than đá, sắt thép, vận chuyển đường biển. Nói nôm na một chút, bạn có thể hình dung nó như một Lombard hay Wall Street của Paris, rồi lẫn lộn trong các công ty tiếng tăm ấy, bóng dáng của mấy nhà thờ, viện bảo tàng nhỏ, hiệp hội Shakespeare của người Pháp là trụ sở của các tổ chức từ thiện, chẳng hạn như ở số nhà 136 bis hiện ra một tấm bằng đồng bóng loáng nằm kín đáo với chữ phơ viết tắt của hiệp hội đoàn kết thế giới chống độc quyền nếu bạn có hứng thú với nó tò mò cũng được muốn kiếm chút cháo cũng được cứ việc bấm vào cái chuông sứ một gã gác gian người pháp bước ra mở cửa lúc này bạn phải cho biết lý do chính đáng còn ba cái chuyện bá vơ tầm phào thì xin miễn vào rồi gã gác gian đưa bạn đi dọc theo hành lang đầy bụi qua một cánh cửa đôi to giáp với thằng máy cũ kỹ, chỉ nhìn không cũng đã phát sợ. Sau đó, bạn sẽ tới một căn phòng thật to bẩn thiếu với năm sáu gã nhân viên đang ngồi đánh máy, sắp xếp tài liệu sau mấy cái bàn rẻ tiền. Nhìn chung, nó chẳng khác gì mấy văn phòng trong khu vực này. Tin mắt một chút, bạn thấy một điều quái lạ. Đám nhân viên ở đây toàn mấy thằng được rửa sàn sàn ở lưới tuổi 30-40. Nếu có thắc mắc, một tay ngồi ngay cái bàn gần cửa có thể sẵn sàng giải đáp cho bạn. Quý ông cần gì? Tôn trị của Hiệp hội đoàn kết à? Chúng tôi tồn tại để tiếp nối truyền thống của các tổ chức kháng chiến sau chiến tranh thế giới. Chúng tôi là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị. Ngân quỹ của chúng tôi chỉ là tiền đóng góp cho các thành viên cùng chí hướng. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý ông cứ tham khảo tài liệu ở đây. Xin lỗi, chúng tôi rất bận. Chúng tôi phải trả lời cho hàng triệu độc giả quan tâm đến phơ cô trên toàn thế giới. Xin chào. Vâng, như thế đấy. Khi bước ra cổng, bạn không khỏi khen thầm. Đây là một tổ chức làm ăn thật hiệu quả, nhân viên bật biểu tối bụi mà họ làm công việc gì chẳng rõ. Sau khi rời khỏi cái viện điều dưỡng chết tiệt trở về London, James ghé vào quán Lucien ở Brighton làm một bụng no với món spaghetti. Nhịn ăn hai tuần, giờ anh mới hiểu sống trên đời, không ăn chẳng phải là con người. Còn cô nàng Patrika đang rong ruổi trên chiếc xe đạp ba bánh hướng thẳng về đao. Vâng, một ngày sau đó, tại trụ sở của FECO, ban quản trị có cuộc họp khẩn cấp vào lúc 7 giờ tối. Dĩ nhiên thành viên là mấy tay đến từ các nước khác nhau ở châu Âu. Đi bằng máy bay cũng có, xe lửa cũng có, riêng lẻ cũng có, họp thần nhóm cũng có. Họ tất bật gặp nhau ở căn nhà số 136, đại lộ Horseman. Một số đàng hoàng bước qua cổng trước, một đám thập thò lén lút đi vào cửa sau. Nói thế thôi, chứ đừng có xem thường họ phân công nhau đi qua cổng theo giờ quy định. Hai tên gác gian trực sẵn ở hai lối ra vào trước và sau, bên cạnh mấy cái camera làm việc liên tục. Đúng bây giờ tối, hai mươi gã đàn ông, kẻ xài chân mặn dạ, người giáo giác, bước vào phòng họp ở lầu 3. Tên chủ tọa ngồi sẵn ở đấy từ bao giờ, không có nghi thức rườm ra, mở đầu cho cuộc họp, vì đây là họp kín kia mà. Rền rang phô trương làm chi chỉ làm bọn cớm để ý. Mỗi gã ngồi vào vị trí của mình theo mã số được đánh từ 1 đến 20 trên bàn. Mã số ấy vốn được quy ước vào cuộc họp lúc nửa đêm của ngày đầu tiên mỗi tháng. Uống rượu hút thuốc luôn bị nghiêm cấm trong những giờ phút quyết định như thế này. Ngay trước mặt tên chủ tọa có một chồng hồ sơ to, hình như là chương trình nghị sự gia tạo của Phơ Câu. 20 tên mà không có tên nào liếc mắt về đống hồ sơ, lưng họ thẳng lên, đôi mắt háo hức trông chờ điều quan trọng sắp xảy ra khuôn mặt một số tên lộ vẻ khúm núm sợ sệt. Bất cứ ai nhìn vào gã số 2, tên chủ tọa tháng này đều cảm thấy như bị thôi miên. Người gã toát ra một sức mạnh vô hình rất khó giải thích. Loại người như thế giỏi lắm trong cuộc đời, bạn chỉ gặp đôi ba lần. Dễ gì kiếm được thứ người hội đủ ba đức tính cơ bản trong số hàng tỷ tỷ cư dân trên thế giới. Vóc dáng bên ngoài thật ấn tượng, vẻ thư thái ẩn chứa một ý chí thép thứ đức tính cơ bản vốn có ở những nhà lãnh đạo kiệt xuất như thần Cát Tư Hãn, Alexander Đại Đế Napoleon, loại người chỉ cần hô một tiếng là hàng triệu triệu người lao vào lửa không tiếc máu xương. Cái gã mang mã số 2 này cũng thế, trong dòng người hỗn độn trên vỉa hè, khi gã đi ngang, mọi người đều phải quay đầu nhìn lại, gã có ma thuật chăng? Điều này chẳng rõ, nhưng người ta biết chắc một điều là gã có một hấp lực rất ghê gớm, mọi người chung quanh đều bị thôi miên chinh phục mươi tên ngồi đây cũng đang lâm vào tình trạng như thế. Dù xuất thân từ những giai cấp khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, chủng tộc khác nhau, bọn chúng đều tôn thờ tên số 2, tên thủ lãnh tuyệt đối như một vị thánh sống. Lần theo gia phà, bạn có thể biết được gã số 2 có cái tên cúng cơm là Stavo Plufel, sinh năm 1908. Cha hắn là người Ý, mẹ là người Hy Lạp. Sau khi trúng tuyển vào khoa kinh tế chính trị tại Đại học Rome, hắn lại theo học ngàn kỹ thuật vô tuyến ở Viện Kỹ thuật Rome. Năm 25 tuổi, hắn chấp nhận là một nhân viên quèn của ban điều phối thuộc Bộ Vưu Chính Viễn Đông. Thật kỳ lạ, hiếm ai là người có tài năng lại chịu làm một việc như thế. Nếu người ta hỏi, hắn chỉ giải thích là hắn có hứng thú với tương lai phát triển viễn thông của thế giới. Nghe cũng có lý, lĩnh vực truyền thông ngày càng có vai trò quan trọng, nắm được nó nghĩa là nắm được trung tâm quyền lực. Nhờ vào việc theo dõi các bước điện tín tại bưu điện trung tâm, hắn lao vào mua bán cổ phiếu ở thị trường chứng khoán tại rome thỉnh thoảng hắn lại trúng những cú thật to ngay trước thời gian nổ ra chiến tranh nước ý chuẩn bị lực lượng quân đội nhu cầu đặt hàng súng đạn và các thông hàm ngoại giao chuyển qua văn phòng hắn tăng lên không ngừng hắn quyết định thay đổi chiến thuật những thứ này vô nghĩa với một nhân viên quẻ như hắn nhưng lại vô giá với kẻ thù bước đầu có hơi lậm cọng càng về sau hắn càng chuyên nghiệp hắn phô tô tất cả các thông tin tuyệt mật khẩn cấp rồi chuyển đổi thành mật mã do chính hắn nghĩ ra thế là hắn xây dựng một mạng lưới tình báo gồm những chiến hữu làm việc tại các đại sứ quán xí nghiệp sản xuất vũ khí những tên thuộc loại có con nhưng lại rất được việc như một tên giải mã hạng soàng ở đại sứ anh một tên thông diệt người pháp những thư ký riêng của các tập đoàn kinh tế rồi hắn liên lạc với hội hồng thập tự quốc tế xin nguồn tài trợ sau khi đặt tên cho mạng lưới hoạt động của hắn là Tata, hắn lén lút qua lại với một tên tùy viên quân sự người Đức. Chẳng bao lâu sau đó, hắn nhanh chóng tiếp cận với một đại diện của AMT. Tiền bắt đầu chảy vào túi hắn càng lúc càng nhiều. Thấy ngon ăn, hắn mở rộng địa bàn hoạt động. Khi thời điểm chiến tranh đến gần kề, hắn kiếm được khoảng 200.000 đô. Liên minh các tổ chức phản gián đánh hơi, thấy là họ vào cuộc. Lúc này thì mạng lưới của hắn bắt đầu rò rỉ thông tin. Hắn quyết định kết thúc cuộc chơi thật ngoạn mục. Hắn thu hẹp dần dần tổ chức, đấm mõm một số, thủ tiêu một số. Rồi hắn chuyển hết tài khoản sang cổ phiếu sale ở Amsterdam. Từ đó hắn chuyển sang tài khoản bảo mật của ngân hàng ở Thụy Sĩ. Trước khi dông mất, hắn cố tình thông báo những tay chân trước kia thuộc đám phòng nhì của Ý đang đánh hơi lùng sục. Rồi hắn hủy hết giấy khai sinh, hồ sơ đăng ký tại nhà thờ dùng 2.000 đô mua một giấy thông hành mang quốc tịch Canada. Ngày hôm sau, hắn đón tàu đi Thụy Điển. Dừng lại Stockholm một thời gian nghe ngóng động tĩnh, hắn lại bay sang Thổ Nhĩ Kỳ với hộ chiếu quốc tịch Ý. Sau khi chuyển hết tài sản từ ngân hàng ở Thụy Sĩ sang ngân hàng Ottoman tại Thổ Nhĩ Kỳ, hắn ung dung vẫn râu xem thời cuộc, chờ đợi nước Ý thất thủ. Dùng tiền mua chuộc đám cán bộ, hắn hiển nhiên trở thành một nhân viên của đài phát thanh Ankara, Hắn tiếp tục mở một mạng lưới chuyên ăn cắp thông tin tương tự như Tata trước kia. Hắn khôn ngoan chờ đợi thời cơ, tìm nơi để bán thông tin. Cho đến khi Rommel bị đá khỏi chiến trường tại châu Phi, hắn nhảy vào làm ăn với đồng minh. Khi chiến tranh kết thúc, hắn được nhận cả đống huân chương nào của Anh, Pháp, Hoa Kỳ với nửa triệu đô nằm trong ngân hàng Thụy Sĩ với hộ chiếu quốc tịch Thụy Điển mang tên Armstrong. Hắn đáp cánh an toàn ở Nam Mỹ rồi tha hồ tận hưởng lạc thú của Trần gian. Mấy năm sau, khi cảm thấy bình an vô sự tuyệt đối, hắn đổi tên trở lại thần Blofeld. Giờ đây, hắn đang ngước nhìn từng gương mặt hơi cúi xuống của 20 gã ngồi chung quan. Bọn chúng không dám nhìn thẳng vào vị thần linh quyền uy có cặp mắt cú vọ. Chúng biểu lộ lòng trung thành tuyệt đối, sai đầu làm đó, không chút nghi ngờ, tranh cãi. Thời gian trôi qua, đôi mắt chẳng chút thâm quầng của Blofeld vẫn tinh anh như thổi nào không có dáng vẻ anh chơi trắc táng, bệnh hoạn hay lão hóa trên gương mặt trắng trẻo, to ngang, dịu dàng bên dưới mái tóc xoăn đen hớt cao, cái cầm hơi nọng xuống nhưng vẫn toát ra vẻ cương quyết qua cam, chỉ có cái miệng bên dưới chiếc mũi to bè là mang dáng dấp của một triết gia, đôi môi mỏng dính hơi cong cớn một chút, thường nhét nụ cười thâm hiểm, độc ác, giả tạo, còn thân hình của hắn thật ấn tượng, 140kg có dư ấy thế mà hồi còn trẻ, hắn từng tham gia vào các giải cử tạ nghiệp dư với những cơ bắp cuồn cuộn săn chắc. Những năm gần đây, ít có thời gian tập luyện, cơ bắp chảy nhão, gã phát phì, vòng bụng ngày càng lớn. Để che giấu khuyết điểm này, hắn thường mặc quần thụng đáy, bộ vét may cao rất khéo, bàn tay bàn chân hắn thon dài thật thẳng. Thường khi nói chuyện, hắn buông tay múa chân dữ lắm, không hút thuốc, không uống rượu, không quan hệ tình dục, không ăn uống quá độ, những cái không của hắn làm mọi người quen biết lấy làm ngạc nhiên. Còn 20 tên đang bình tĩnh chờ nghe hắn nói, sàn sàn ở lứa tuổi 340, với thân hình vạm vỡ, đôi mắt sắc sảo, hệt như bọn chó sói hay đám chim mừng đi rình mồi trong đêm. Chỉ trừ có hai tên học thức, đó là Cô Dê, một nhà vật lý người Phần Lan từng bán những thông tin bí mật để kiếm chút cháo lúc tuổi già ở Thụy Sĩ. Malop, một chuyên viên điện tử người Hòa Lan, giám đốc cơ quan nghiên cứu vô tuyến của Philips, xin nghỉ hưu vào năm 1956 rồi đột nhiên biến mất. 18 tên còn lại thuộc 6 nhóm chủng tộc khác nhau, là thành viên của 6 đám găng khủng khiếp nhất trên thế giới. Ba tên người CC là thủ lãnh hàng đầu của mạng lưới mafia. Ba tên người đảo Kors đến từ Union Kors, một tổ chức tội phạm mafia hung hãn ở Pháp. Ba tên khác là cựu thành viên của Smack ba tên là những thủ lãnh còn sót lại của những tổ chức Gestapo, ba tên khát máu chuyên tra tấn hành hình trong lực lượng cảnh sát. Ba tên thuộc người thiểu số Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên trước đây của Rahi, nay đổi tên thành Quisto, điều hành đường dây buôn lậu ma túy ở Trung Đông qua cửa khẩu của Beirut. Mỗi tên một vẻ, nhưng chúng nó cùng giống nhau ở một điểm, bản chất tội phạm bẩm sinh, không hề biết chùn tay, kỹ thuật giết người chuyên nghiệp Biết giữ bí mật tuyệt đối là những cái trời ban cho bọn gangster tơ. Mỗi tên đều có một hộ chiếu hợp lệ của những quốc gia giàu có trên thế giới, không một chút vết tích trong hồ sơ lưu trữ của Interpol và đám cớm địa phương. Từ những băng nhóm tội phạm mang tính cục bộ, chúng tụ hội về đây. Tổ chức Spectre, như mấy dòng nước bẩn, đổ về công cái, một tổ chức khát máu chuyên trách các vụ bắt cóc, túng tiền, thủ tiêu khủng bố, ăn cắp thông tin, đâm thuê, chém mướn. Spectre làm mưa làm gió khắp châu Âu với mục tiêu duy nhất đó là tiền vàng và dĩ nhiên là tên đầu sò kẻ sáng lập ra nó không ai khác hơn chính là Stavro Blofeld. Đảo đôi mắt cú vọ chậm chậm qua từng cái mặt gan lì hung ác, Blofeld thỏa mãn, tất cả đều khúng núm thụ động chỉ trừ một tên hơi bướng bỉnh một chút. Bao nhiêu năm lăn lộn trong chốn giang hồ, hắn học được cách đọc tư tưởng của người khác, rồi hắn đặt hai tay xuống dưới bàn, một tay nằm yên trên đùi, tay còn lại thò vào túi quần, lấy ra một cái hộp bằng vàng nhỏ, dùng ngón tay khều nắp hộp, hắn nhón lấy một miếng cao su có mùi hoa violet bỏ vào miệng. Người ngoài có thể lấy làm lạ, chứ hai mươi gã ngồi đây thừa biết thói quen này, những khi nói chuyện gì bất thường, hắn màu mè thế đấy để làm dịu hơi thở. Nhai đã một lúc rồi dùng lưỡi kẹp miếng cao su lại, hắn cất giọng vang rền nhưng mượt mà. Tôi muốn thông báo với tất cả các chiến hữu về cú làm ăn to lớn của kế hoạch Omega. Để nói cho có đầu có đuôi, phần vì lý do bảo mật, tôi muốn chúng ta bàn về một số vấn đề râu ria. Ngừng lại một chút rồi đào mắt nhìn quan, hắn thấy bọn này cúi mặt xuống, bậm trợn thế kia nhưng chẳng tên nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chừng như thỏa mãn miệng hắn tiếp tục lái nhái. Tổ chức rất vui mừng vì thành quả trong 3 năm đầu tiên của chúng ta. Một phần nhờ nhóm người Đức tìm ra số châu báu của Himmler ở Monsdy. Đáng khen, công việc được tiến hành thật kín đáo, rồi nhóm người thổ chuyển toàn bộ số đá quý sang Beirut đổi thành 750.000 bảng. Còn vụ đánh cắp toàn bộ tài liệu lưu trữ từ tổng hành doanh của MDV của Đức bán cho CIA kiếm được 500.000 đô vụ trận đánh cướp hơn nửa tấn heroin ở Napo, tài sản của đám găng tơ Patosi rồi đem bán cho bọn ở Los Angeles mang lại lợi nhuận 800.000 đô. Cục Phản Gián An đã trả 100.000 bảng cho những lọ thuốc đựng phôi của chiến tranh vi trùng thuộc cơ quan nghiên cứu hoa học của Cộng hòa Czech. Việc bắt cóc tống tiền trùm SS của Đức Quốc xã, sống ở Havana với cái tên giả là Santo chỉ kiếm được có 100.000 đô. Cần phải kể đến vụ ám sát thành công Peringer, tay chuyên gia hạt nhân người Pháp đào thoát sang Chechnya, đám phòng gì đã trả cho chúng ta một tỷ quan. Theo số liệu thống kê, tài khoản của chúng ta tại Ngân hàng Thụy Sĩ và Venezuela quy đổi xấp xỉ một triệu rưỡi bán, hoàn toàn hợp pháp và bảo mật. Tổ chức quyết định dùng 10% số tiền này vào chi phí điều hành tổ chức, 10% trả cho công lao của tôi, 4% cho toàn thể các thành viên. Đừng xem thường, tính ra tiền mỗi người được hưởng là 60.000 bảng, Riêng số tiền thưởng hàng năm cho nhân viên chỉ có 20.000 bảng. Bao nhiêu đó làm chúng ta thất vọng phải không? Nhưng các chiến hữu chớ có nản lòng. Nếu kế hoạch Omega thành công, mỗi chúng ta sẽ kiếm được một số tài sản kết xù, vùng vít tới già vẫn không hết. Tổ chức lúc ấy không ngừng lớn mạnh, tiền của ê hề, muốn gì mà chẳng có. Đào mắt nhanh một vòng, hắn nói tiếp với giọng hề hà, có ai thắc mắc gì không? 20 cặp mắt lúc này cùng hướng về profile, không chút cảm xúc. Nghe tới tiền, thằng nào thằng nấy hai mắt sáng quắc như ngọn đèn pha, nhưng bụng dạ chúng nghi nghi hoặc hoặc, chả biết cái tay đầu xó kia có ăn sen ăn bớt gì không. Kinh nghiệm giang hồ báo cho chúng biết, tiền nghĩa chỉ là đầu môi chót lưỡi, dính vào chuyện tiền bạc đố tên nào không đè đầu bóp họng kẻ khác. Còn số công khai là thế, còn những khoản quỹ đen quỹ xám có trời mới biết được. Vẻ mặt dương dương tự đắc. Blofeld nhón thêm miếng cao su có mùi violet bỏ vào miệng. Hai bờ môi mỏng dính tiếp tục nhúc nhích. Còn bây giờ là cú ăn hàng cuối cùng. Nó đã hoàn tất trong một tháng và lợi nhuận khoảng một triệu đô. Vừa nói, hắn quay đầu về hàng ghế cuối phía bên trái. Rồi với giọng uy nghi, hắn ra lệnh số 7 đứng lên. Tên Marius Dominguez thuộc băng đảng Union Coast. Thân hình thấp lùn chắc nịch, dáng vẻ nghênh ngang với cặp mắt lờ đờ trong bộ quần áo may sẵn rẻ tiền, chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn thẳng về phía Bluefell, hai bàn tay to bè đặt theo mép viền của cái quần tây. Vừa nhìn tên số 7, Profile vừa quan sát tên số 12, Pierre, cũng là người đáo cốt đang ngồi cắt đấy. Từ nãy tới giờ, tên này khúm na khúm núm, bỗng nghe cái giọng uy nghi của Profile gã giật thoát người. Miệng của Profile tiếp tục nói, diễn biến của chiến dịch chú mày có nhớ không? Thông qua đám băng đảng chúng ta bắt cóc đứa con gái 17 tuổi của tên Plumbert, vừa là chủ khách sạn ở Las Vegas, vừa là cổ đông của nhiều tập đoàn, ngay trong căn phòng hạng sang ở khách sạn Paris của bố nó tại Monte Carlo. Con bé bị bắt rồi theo đường tàu chuyển đến đảo Cos. Nhóm tụi mày chịu trách nhiệm chính trong vụ này. Chúng ta ra giá 1 triệu đô tiền chuộc. Tên Plumbert đã đồng ý. Địa điểm giao nhận tiền là một cái xuồng cứu hộ trong cảnh nhá nhem trên bờ biển của Ý, gần San Remo. Khi màn đêm buông xuống, nhóm CC dùng radar trên tàu theo dõi tín hiệu phát ra từ chiếc xuồng rồi vớt nó lên, cố gắng lắm mới thoát được bọn hải quân Pháp làng vàng quanh đó. Theo lời giao ước, chúng ta chuyển nó từ đảo Cors đến Marcel rồi mua cho nó một toa nằm ở Blue Train, không để con bé rụng mất một cọng lông, chỉ trừ cái đầu được nhuộm màu vàng. Thế nhưng bố mẹ nó kêu la là, là con bé đã bị hãm hiếp. Theo nguồn tin từ đám cướp thì đúng là con bé đã bị hãm hiếp trong thời gian ở Đào Quốc. Tao chẳng biết đứa nào đã động dục, con bé hay tụi mày. Khi về đến nhà, thân xác nó te tua như cái mền rách, đi không muốn nổi. Rồi hắn dơ bàn tay trái lên, dọc đầy kịch tính, nước miếng văng tùng lùm. Chúng ta là một tổ chức hùng mạnh có uy lực tuyệt đối. Không bàn đến khía cạnh đạo đức, Spectre đã đuổi theo một mục tiêu tối thượng. Trong Spectre không hề có điều luật nào, tôn trị của chúng ta là sự tự giác. Spectre là một tổ chức huyền đệ với sức mạnh của nó bắt nguồn từ sức mạnh của các thành viên. Mỗi con người trong chúng ta là một mắt xích quan trọng, quyết định sự tồn vong của tổ chức. Một con sâu làm rầu nội căn. Vụ này thật là bẽ mặt. Tao đành phải gửi trả cho Plumbert nửa triệu đô với lá thơ xin lỗi. Tao phải bịa ra lý do trục trặc kỹ thuật liên lạc. Thế đấy, tiền nuốt vô họng mà còn phải nhả ra. Cái màn như thế này cứ tiếp tục thì đến cháo cũng không có mà hút. Kết quả, kế hoạch này ra sao? tiền chia chẳng đáng nghĩ tới quá bèo lý do là tại ai tại tên thủ phạm mặt dày đứng trơ ra đấy tao tin chắc là hắn một hình phạt thiết đáng đang chờ sẵn rồi đôi mắt giận dữ của plofel dán chặt vào cái bán mặt lì lợm của tên sâu ấy không chút nào đúng marius nhìn ngược trở lại gã không có tội gã dám thề ai là thủ phạm thì gã thừa biết cả người căng thẳng nhưng gã chẳng sợ lòng mù quáng tin tưởng tuyệt đối vào sự công bằng của plofel làm gã mất hẳn khả năng phản kháng. Tại sao thủ lĩnh bắt mình ra chịu trận? Trước giờ lão sáng suốt lắm kia mà. Còn những cặp mắt kia đang nhìn mình soi mói, có kẻ thông cảm xót xa có tên hệ hạ. Rồi trên gương mặt chai lì bậm trợn của Marius, ánh lên nét bướng bỉnh. Chẳng hiểu sao, mồ hôi tuôn ra đầm đìa khắp cả người tên số 12. Chẳng lẽ hắn có tật giật mình hay sao? Profile đưa bàn tay phải mò mẫm tìm công tắc điện bên dưới bàn rồi ấn mạnh. Cả người tên số 12 Pia bị một quả nắm bằng sắt 3.000V túm lấy, gã hoàn lưng trên ghế kêu thất thanh, mái tóc xoăn tít dựng đứng, râu cầm nhô tu tù tùa, gương mặt tái mét, đôi mắt sáng rực lên rồi mờ nhạt, cái lưỡi đèn thui thò hắn ra giữa hai hàm răng, rồi từ từ giữa lưng hai bàn tay, đến phần hạ bộ, những nơi tiếp xúc với hệ thống điện mắc sẵn vào ghế, một làn khói mỏng bay ra. Thỏa mãn, lùa phèo rút tay khỏi công tắc, ánh sáng trong vòng đang mờ nhạt trở lại bình thường mùi thịt người hòa cùng mùi vài cây khét lan ra khắp nơi chậm chậm. Tên số 12 co quắp người, cầm nó dập mạnh vào bàn rồi nằm yên bất động. profile đào mắt nhìn sang gã Marius. Chà, cái thằng trung thần quá cỡ, biết oan ức nhưng không hề cãi lại, không chút run sợ. Rất tốt, tổ chức đang cần những tên mù quáng như thế này. Miệng hắn bắt đầu lại nhai giọng ngọt dịu. Ngồi xuống đi số 7, thái độ của mày khá đấy. Phải làm giữ với mày thì tên số 12 mới lòi mặt chuột. Mấy bản mặt ngu ngốc ngồi quanh bây giờ mới hiểu ra. Thế à, thủ lãnh của chúng lúc nào mà chả sáng mắt, sáng lòng. Trước mặt đám tội phạm, Bluefell luôn chứng tỏ uy quyền tuyệt đối. Hai lần trước đó, cũng trong những lần họp như thế này, hắn thẳng tay giết chết hai tên đàn em phạm lỗi. Vèo một cái, mũi phi tiêu từ cây súng hơi trong tay hắn lao thẳng vào tim một tên. Gã đó chết không kịp ngáp. Lần khác, hắn bung tay ra với một sợi thép bén ngọt, siết chặt vào cổ tên tội phạm ngồi sát cánh trái tay còn lại khóa chặt tên này vào ghế. Chưa đầy 5 phút, đầu nó ngoéo ra bàn, bất động. Giờ đây cũng thế, mặc cho cái xác cháy thành than, chẳng đứa nào dám hó hé. Lấm là lấm lét, chúng giả vờ đang chờ nghe nốt câu chuyện. Giọng Blofeld dịu xuống. Nhóm đảo Quartz nên có đề nghị người thay thế cho tên số 12, nhưng không cần vội. Để sau kế hoạch Omega sẽ bàn cụ thể hơn. Có vẻ việc chúng ta phải tính toán với nhau. Nhân viên Chi do nhóm người Đức tuyển mộ đã phạm một sai lầm nghiêm trọng có ảnh hưởng đến kế hoạch. Tên này vốn là một thành viên của đảng băng sớm chớp đỏ ở Macau. Lẽ ra với kinh nghiệm bao năm trong giang hồ, gã phải rành rọt cái nghề đi đêm lắm mới phải. Trên giao cho gã tạo cơ sở tại một diễn đường ở phía nam nước Anh. Từ đó gã phải bắt liên lạc với một tên phi công Petachi ở căn cứ không quân Boscom Downs, nơi phi đội máy bay ném bom đang tập luyện. Lúc đầu thì công việc êm xuôi lắm. Petachi thỏa mãn với những yêu cầu của tổ chức. Đúng là cách đây 3 ngày, tiên tri phải gửi báo cáo về cho chúng ta. Chẳng biết ngu xuẩn thế nào, thằng mặt mốc này mua thủ chuốc oán với mấy bệnh nhân ở dưỡng đường. Kết quả ra sao, Tên tri phải nằm điều trị tại bệnh viện trung tâm Brighton với độ phòng cấp 2. Một tuần nữa, chưa chắc gã đã, đã rời khỏi bệnh viện ấy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch Omega mà chúng ta đang triển khai. Thế nhưng ở trên đã có phương án hỗ trợ. Petachi nhận được ống nghiệp mang vi trùng cảm cúm. Thế là hắn không đủ điều kiện tham gia vào kỳ kiểm tra bay sắp tới trong vòng một tuần. Khi khỏi bệnh, hắn phải nhận ngay chuyến bay thử nghiệm. Lúc ấy hắn sẽ gửi chúng ta bằng kế hoạch. Thời gian cụ thể thế nào thì Petachi sẽ liên lạc với tên Chi. Thủ lãnh đặc biệt sẽ điều chỉnh kế hoạch bay của chúng ta từ khu vực Zeta, còn cái thằng chết bầm G. Blofeld ngừng lại, mắt hướng về mấy tên cựu nhân viên Gestapo. Không thể tin được, bọn mày phải trừ khử nó 24 giờ sau khi nhận được bằng báo cáo từ Petachi. Có hiểu thế không? Cả ba tên đồng loạt đáp lại. Vâng, thưa sếp. Blofeld tiếp tục nói, còn tất cả chúng ta phải sẵn sàng. Số 1 đã thiết lập cơ sở vững chắc tại khu vực Yera. Mày phải tiếp tục theo đuổi các lời đồn, săn tìm kho báu. Đám thủy thủ đoàn của chiếc du thuyền đã hoàn tất đợt huấn luyện. Chúng nó đang sẵn sàng vào cuộc. Mày phải cho kiểm tra một bãi đậu an toàn, một nơi thật xa ít người có thể tiếp cận. Chuyện mày đến khu vực Yeta vẫn tiến hành theo kế hoạch. Hai khu vực F và D đã chuẩn bị đầy đủ quần áo đồ dùng cho những chuyến đi khác nhau. Với tư cách là nhà tài trợ cho các chuyến săn tìm châu báu, mày yêu cầu bọn chúng cho phép tham gia. Nên nhớ mày không phải là một tên triệu phú ngu xuẩn dễ bị kẻ khác lừa đảo. Chỉ cần đóng vai một tên trung lưu sống dựa vào tiền lợi tức, này muốn kiếm thêm chút cháo. Tất nhiên là mày phải quan sát tận mắt không để phí phạm một xu nào. Tao tin rằng mày thừa năng lực làm ba cái vụ này, nên lưu ý đến từng chi tiết một, nhớ chưa? Bà cây đầu, đồng loạt, gật lê lịa. Ngừng một chút, Lua Phèo nói tiếp. Còn chương trình huấn luyện bơi lặn, hắn đưa mắt nhìn nhóm Yugoslavia. Yếu tố an toàn là tối quan trọng trên những chương trình hành động dưới nước. Bọn bay cảm thấy các bước chuẩn bị có thỏa mãn không? Hai mười cái miệng cùng lên tiếng, "Thưa sếp có, việc dùng súng bắn CO2 ở dưới nước đã thuần thục chưa?" "Sếp đừng lo, mọi việc đâu vào đấy rồi. Nào, bây giờ chúng ta bàn đến báo cáo của nhóm CC về việc chuẩn bị cho chuyến nhảy dù thả vàng xuống tên Fidelio Skaka một hiệu trưởng với gương mặt trầm dầm chủ ụ nước da tái mét, thân hình gầy gò đại diện cho cả nhóm để phát biểu về cái khoản tiếng Anh gã là tạm ổn nhất. Vâng, tiếng Anh, thứ ngôn ngữ bắt buộc dùng trong các cuộc họp quan trọng như thế này. Cố gắng chọn từ ngữ thích hợp, gã bắt đầu lên tiếng. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ địa hình, thật vừa ý. Tôi có ở đây kế hoạch và lịch làm việc rất chi tiết về thông tin của tổ chức các thành viên. Nói ngắn gọn khu vực Tây, Địa điểm được chọn nằm trên sườn phía tây bắc của ngọn núi Etna với độ cao từ 2.000 đến 3.000 thước. Nơi đây không có một bóng người, chỉ là một vùng đầy dung nhan đen nằm trên sườn chót của ngọn núi lửa phía trên của thị trấn nhỏ Bronte. Yêu cầu của chuyến đổ bộ cần một khoảng đất 2.000 km vuông được đánh dấu bằng đèn pin của đội đi tìm kiếm. Ngay giữa khoảng đất sẽ có đặt tín hiệu đáp xuống DK để hỗ trợ. Theo tôi dự đoán, chuyến bay chở vàng bao gồm 5 chiếc máy bay chuyên chở Mark IV, bay với tốc độ 300 dặm một giờ ở độ cao 3.000m và dùng mút xốp bao bọc bên ngoài các kiện hàng. Chúng sẽ xuống nền đất cứng bằng các loại dù khác nhau. Toàn bộ hàng hóa vật dụng nên sơn một lớp declo hay Phosphor gì đó để dễ tìm. Tất cả kế hoạch phương án đều nằm sẵn ở đây, nhưng chúng ta cần bàn bạc xem còn gì thiếu sót không. profile lên tiếng trước tiên. Đội đi tìm kiếm như thế nào? Có tin được hay không? Chú tôi, Mafiosi, là trùm xã hội đen ở vùng đất này. Ông ta rất cưng tám đứa cháu nội, Tôi nói với ông rằng, tôi nói thẳng với ông ta dù cho tụi cháu này có trốn ở đâu, các chiến hữu của tôi cũng moi ra được. Ông ta sợ lắm, theo mệnh lệnh của tổ chức, tôi ra giá một triệu bảng cho công việc tìm kiếm và vận chuyển an toàn. Tới nơi cất dấu ở Catania, đây quả là một số tiền rất cần cho ngân quỹ của đám găng tơ. Ông ta đồng ý cả hai tay. Ông cũng thừa biết việc lấn cắp nhà băng không nên nhiều chuyện tò mò. Kế hoạch có chậm trễ là do chờ đợi mùa trăng rằm. Còn nhân viên 52, bà con với mafio là một tay có năng lực. Hắn luôn dùng cái máy để bắt liên lạc với ông ta. Im lặng một hồi lâu, sau cùng Lofel gật đầu chậm rãi. Nghe cũng được đấy. Giờ chúng ta bàn tới việc tiêu thụ số vàng ấy. Chuyện này do nhân viên 201 đầy đủ kinh nghiệm đám trách, gã là tay đáng tin cậy. Chiếc tàu Mercurio sẽ nhận hàng tại Catania, băng qua kinh đào Suez đến Ua, một hòn đảo ở Ấn Độ Dương thuộc chủ quyền của Bồ Đào Nha. Trên đường theo kế hoạch, nó sẽ gặp một chiếc tàu hàng của tay trùm buôn vàng lậu ở Bombay. Số vàng được chuyển sang tàu hàng rồi chúng ta nhận số tiền quy đổi bằng tiền Thụy Sĩ, đô la và đồng Bolivia. Sau khi phân chia số tiền theo phần trăm, chúng ta dùng một máy bay thuê chở chúng từ qua tới tài sản ký gửi của 20 ngân hàng khác nhau tại Thụy Sĩ. Mã số của tài khoản này sẽ được thông báo tới các thành viên sau buổi họp. Sau đó sử dụng số tiền này như thế nào là tùy ý của tất cả các thành viên. Ngước mặt lên, Blofeld nhìn quanh một lượt. Thế nào, có nhất trí không? Tất cả đều gật đầu. Riêng chỉ có tên Kadinsky số 18, người Hà Lan, lên tiếng. Tôi biết chuyện này ngoài hiểu biết của tôi, nhưng nếu có chiếc tàu hải quân nào đó, chặn chiếc tàu khi nó vận chuyển thì sao? Các chính quyền phương Tây thừa biết chúng ta sẽ bốc vàng từ CC, đám cớm trên không, trên biển cũng không dễ đối phó đâu. Blofeld đớp lại ngay. Mày còn quên một điều, chúng ta sẽ dùng bom xử lý bất kỳ sự cố nào cho tới khi số tiền được chuyển đến các ngân hàng ở Thụy Sĩ. Tàu cá đấy không bằng nào dám nhào vô hôi của trên đường vận chuyển. Bất kỳ tên nào rò rỉ thông tin sẽ sự đẹp tên đó. Bí mật sẽ kín như bưng. Còn ai hỏi gì không? Bruno, một tên thuộc nhóm người Đức thắc mắc. Có phải số 1 sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát khu vực Zeta, xếp ủy nhiệm toàn bộ quyền lực cho hắn ta, hắn sẽ là chỉ huy tối cao trong kế hoạch này hay không? Blofeld nghĩ thầm trong bụng, thừa biết rồi còn hỏi gì nữa, có lẽ bọn này cần một lời xác nhận. Dõng dạc, hắn tuyên bố, Tao đã thống nhất với toàn bộ tổ chức với số phiếu thuận 100%. Xin nhắc lại lần nữa, trong trường hợp tao chết hay có sự cố nào xảy ra, số 1 sẽ là người thừa kế hợp pháp. Trong kế hoạch Omega, hắn là chỉ huy phó tối cao của Spectre. Vì tao phải túc trực ở tổng hành dinh để theo dõi toàn bộ kế hoạch, nên số 1 sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho lần hành động này. Mệnh lệnh hắn ban ra cũng là mệnh lệnh của tao. Tao mong rằng chúng ta thống nhất với nhau về chuyện này. đảo mắt quanh chiếc bàn. Blofeld muốn dành mặt đám giang hồ. Được rồi, nếu không có gì, chúng ta nghỉ tại đây. Đội thủ tiêu xử lý cái xác của tên số 12, số 18 liên lạc với tao và số 1 qua băng tầng 20 Megasit lúc 8 giờ thông qua bưu điện của Pháp. Rõ chưa?